với độ pH là 12,5. Các vết bẩn, kể cả vết dầu cứng đầu, các vết hen gì do bị oxy hóa cũng bị phân hủy và rửa sạch với sức mạnh mạnh mẽ. Đây là một dòng sản phẩm siêu kềm sử dụng công nghệ của Nhật Bản các bạn. Có khả năng là tẩy rửa tức thì luôn. Thứ hai là diệt khuẩn. Chai xịt X-Squad này thì không mùi, giúp cho xe của quý vị khử được mùi hôi, luôn sạch sẽ và đặc biệt là an toàn với người sử dụng và thân thiện với môi trường. Sản phẩm đã được thử nghiệm bởi Hiệp hội Vệ sinh Thực phẩm Nhật Bản. X-Squad không sử dụng bất kỳ hóa chất hoặc tác nhân tổng hợp mang tính chất cơ bản của nước, không gây kích ứng cho da. Song năng lượng từ nước ion hóa kiềm mạnh lại có thể loại bỏ vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn gây mùi, đồng thời ngăn chặn quá trình oxy hóa, ăn mòn và rỉ sét, chống tĩnh điện. Xịt cái này thì nó không làm bong chóc hay là nó làm ảnh hưởng đến màu sắc của ghế da hay là bất kể những cái chất liệu nào trên xe, kể cả nỉ hay là nhựa hay bất kể cái gì. Nên tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái sản phẩm mà tất cả anh em lái xe và sử dụng xe nên có ở trên xe của mình. Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta xử lý ngay, triệt để ngay những cái vết bẩn mà gây cái mùi khó chịu trên xe tại thời điểm